giảm hộ tạm nhân quất. Nên là bạn lãi được 35 triệu đúng không? Mua của 50 bán được tạm nhân. Cứ như vậy loanh quanh khoảng tầm vài tuần đến tháng là bạn bán hết được 5 cây luôn, bán sạch vườn luôn. Thế mình tại bây giờ bạn, các bạn nghĩ là bạn có rồi đúng không? Rồi thế là bạn nghĩ là cái vườn A của cái tỉnh A này mình mua nó có lợi, mình với ông những cái mua cây nó bằng nhau biết này tốt, mình mua cây, mình mua cái nào bán thì có toàn được bán lãi cũng khá. Vậy trước phải làm gì? Chỉ phải tính gốc kê kích cho hết. Bạn quen lại bạn mua lần thứ hai nhưng bạn cũng mua tầm 5 cây thôi, nhưng mà bạn mua cây nó có thuốc cao hơn tí và các bạn mua được cây dao động từ 50 chắc tổng cây mua lần này các bạn mua là trung bình là 1 chục đi, bởi vì 15 anh em 350 thế thì các bạn về cũng một chỉ vài tuần là lại có những cái ông vườn vườn khác, không phải là mấy cái ông ý chết đâu nhé, mà mấy cái ông mà tôi đặt tên là giả sử như là MLK này để cũng cái kiểu như bạn mua bán cũng nhanh, quyết cũng nhanh và mua cây các bạn lại cây lá nhiều thì tầm khoảng gấp đôi, cây lá ít thì cũng phải gấp rưỡi. Ok, thế là qua hai lần mua bán quanh chỉ có vài tháng các bạn kiếm được số tiền mấy chục triệu, nói chung là cũng gần bằng số tiền bạn bỏ ra, có nghĩa là gần như là 1 năm 1 rồi mà bạn dốc vừa luôn. Các bạn tự tin thế sau rồi là nuốt lại, các bạn được lần thứ ba quay lại quyết là quay lại chơi vô lượng nhỉ, nghĩ là bây giờ cái thời mình đến mình vào cỏ mình mua toàn là cây đúng, xong rồi về bán toàn có lãi, tôi còn cái buổi này cây rất chuẩn và ông vừa để giá hợp lý, nghĩa là ra là về vẫn mua cửa anh em đến cộng này có người được giá nhất luôn. Thế là các bạn dồn hết tiền tài sản của mình cộng thêm cái tiền vay mướn các nơi rồi bạn mua một phát ván đến 2-3 vườn của ông, tổng số tiền tầm 20 tỷ như thế. Trong đó cái tiền vốn của bạn cũng khoảng tầm 10 tỷ, còn lại tầm 10 tỷ mới đi vay. Thì các bạn tính là trong vòng nếu mà có lộ trình như vậy, tổng số lượng cây để các bạn mua là được khoảng 100 cây thì các bạn tính là dự trù trong vòng nửa năm thì các bạn bán phất đi ít nhất các bạn sẽ lãi được khoảng 50%, tức là các bạn sẽ lãi được khoảng 5 tỷ. À không, các bạn bán được 50% cây thì khả năng các bạn mua vốn ok. Thế xong nếu mà tốt thì có thể ăn ra được luôn đúng không? Cứ cho nửa năm là các bạn nếu bán tốt bán được một nửa cái số lượng cây thì có khoảng là các bạn hồi vốn đâu đỡ phải lỗ, thì cái số tiền như là các bạn sẽ đem các bạn trả cái số tiền vay theo trách nhiệm. Còn là nếu bán tốt hơn bán mấy cái cây mà giá nó lợi nhuận nó thấp đi một tí để bù một cái tiền lãi là xong, quản lý cũng đơn giản và màu hồng như vậy. Và đến lúc này tự nhiên tất cả những cái ông khách đến mua không thể đi nữa, không lên giao được nữa, cho mặt sốt ruột mấy tháng không đi ăn. Xong bắt đầu bạn liên lạc với các ông MLK, GZ, ABC gì đó, anh lần này em nhập cây được nhiều lắm, tới xem giao lưu với em cây nào em để giảm đi chậm. Thế xong rồi thì là càng một đám đông thì lan đạt được một vài người đến vái đầu vài tăng nhân nhân mũi em dạo này anh buôn bán với chắc nhận được này, anh nghe dồn tiền mua đất ở này, anh hãy mua cho vợ xe, giờ này con nó đi học trên thành phố ở thì thấy chật chội vất vả quá,
thế là anh mua cho nó cái mặt đất chống ngõ, xong cất cho nó cái nhà cấp 4 để nó cho ổn định, vân vân rồi vân vân, mây mây của ông bay. Có nghĩa là tất cả mọi lý do đưa ra đều là bây giờ tôi không tem, mặc dù vẫn khen ra em để ra hợp lý lắm rồi, nhưng anh tiếc lắm, nhưng anh không làm gì được. Thôi để nếu anh có khách thì anh dẫn đến cho. Tất cả đều như vậy. Nửa năm, một năm, năm rưỡi, hai năm sau vẫn bận. Và cuối cùng là sao? Là các bạn chuyển 20 tỷ tiền mặt thành 100 cây để ở vườn. Và các bạn cứ ăn, tưới cho nó, chăm sóc nó thôi. Quá là còn nợ, thôi. Quá là còn nghiện. Thế thì tôi phân tích đến đây thì các bạn hiểu tình cảnh rồi đúng không? Cái tình cảnh này ấy, là sẽ khá nhiều bạn bị rơi vào, và đặc biệt là những bạn có tiền nhiều để vào cây, các bạn có tiền nhiều để vào cây và vào máu á, thì các bạn sẽ bị rơi vào tình cảnh này. Cái tình cảnh này đấy là cái vấn đề tình huống của này là chính là cái ông Buddha, ông ấy dùng thứ nhất là cốt xe con đỏ để làm việc với bạn. Có nghĩa là sao? Ông ấy này với lại tất cả những cái người đến mua cây của bạn trong hai lần đầu đều là một hệ thống hết, đều là một hệ thống. Các bạn có mua cây của ông A xong bán cho ông X thì ông X ông A là một, ông bán cho ông Y thì ông Y với ông A là một, bán cho ông Z ông A là một, đúng. Thế nên các bạn mua của ông A 20 triệu bán cho ông X 40 triệu thì về thực tế vẫn là cái cây đúng không, và ông X ông sẽ bù cho các bạn 20 triệu đúng không. Ok, cái cây bán cho ông Y 100 triệu, các bạn lái được 50 triệu, đúng không? Thì ông Y sẽ bù cho bạn 50 triệu, đúng không? Tóm lại là lần đầu tiên bạn bán hết 5 cây, bạn lái khoảng 100 đến 150, đúng không? Như thế. Lần thứ hai các bạn mua 350, các bạn bán, cứ gọi là bạn bán một đi, được 350, đúng không? Thế vậy tổng 2 lần các bạn bỏ ra là một lần đầu 150, cũng bao nhiêu là 500, tổng lại khoảng đâu đó 100-500, tôi biết như thế, cái con số thì cái này không quan trọng lắm, chỉ muốn nói để giải thích thôi. 500 các bạn được cũng được 500, ok. Có nghĩa là cái hệ thống này hai lần đầu nó sẽ bù lỗ cho các bạn là 500 triệu, đúng không? Bởi vì đấy nhá, bạn bỏ ra 500 triệu mua cây và bạn lại đẩy hết cái đống cây cho, tức là 10 cây cho hệ thống này, và các bạn thu về được 1 tỷ, ăn ra được 500 triệu. Thế nhưng cái 500 triệu này nó chỉ là cái người ta đưa tặng cho các bạn để còn cầm hộ, và cái chết ở chỗ lần thứ 3 bạn mua được 20 tỷ, thì 20 tỷ là 20 tỷ tiền mặt của các bạn, đúng không? Thì coi là đấy là 19 tỷ rưỡi là tiền của bạn và 500 là tiền lãi của cái hệ thống này, và nghĩa nhân người ta thu về được 19 tỷ rưỡi và đưa cho bạn 100 cân. Tôi nói các bạn nha, 100 cây này thì phần lớn là rác, phần lớn là rác luôn. Còn để mà gọi là cây chất lượng nhé, mà để bán được cái khoảng tầm tiền trăm ở trong đồng ý cực kỳ hiếm. Chứ nếu mà nói mà có được một cây mà bán được tiền tỷ nó khó, cực kỳ khó, không dễ gì đâu. Khi các bạn đã rơi vào gọi là cái thiên la địa võng này thì cái cây, chất lượng của cây của bạn cực kỳ tốt, nó còn kinh khủng hơn cái thông đắc hấp đó. Đây là một cái cách mà để thúc đẩy cái lòng tham của các bạn, thúc đẩy cái lòng tham của các bạn để cho các bạn quyết định mà xuống tất tay nó nhanh, tất tay một cây nó nhanh, đêm dài lắm mộng đấy. Cái hình thức quân xanh quân đỏ có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là cái thông tin mua và thông tin bán
sẽ không thật, và cái bản chất ấy nó chỉ loanh quanh trong tất cả trong cái hệ thống của người ta thôi. Chẳng qua nó rải rác ở nhiều nơi khác nhau mà các bạn không đủ thông tin, các bạn không biết được. Bởi vì các bạn mới vào thị trường mà, làm sao các bạn có thể biết được những cái lót mắt, những cái sâu xa như vậy? Lên một thứ hai, làm sao các bạn biết được ông này ông kia quan hệ với nhau như thế nào? Cái người ở sâu trong ngành người ta mới biết, chứ còn cái người mới các bạn chết, làm sao các bạn biết được? Đó, thế thì cái quân xanh quân đỏ đó là một số nhà vườn tạo thành những cái hệ thống như vậy, một cái hệ thống bán hàng để luân chuyển cây cho nhau, và cái tiền ấy, thì nội bộ người ta chia chác nhau, đấy là vì cái việc của người ta, đúng không? Có thể là 5, 6, 7 vườn hoặc chục vườn ấy, người ta cổ phần với nhau, đúng không? Cổ phần xong bắt đầu là người ta gom cây vào vườn nhà người ta, thế xong bắt đầu bán được người ta chia theo cổ phần, đúng không? Được bán thu được 19.5 tỷ được các bạn này, 19.5 tỷ được bạn, thì có thể là người ta sẽ phát chia, ông này được 50% thì ăn 50% đồng ý, đúng không? Thế ông này là 20%, ông này 5% thôi, như thế, thế xong trừ đi cái giá trị thực và những cái cây mà đẩy lại cho bạn ấy, nó sẽ ra cái lãi, xong từ đây cái lãi chiếm nhau, đó, câu chuyện là như vậy. Hoặc là vườn ông nào thì ông tự đầu tư, đấy, xong bán cây của ông nào thì là một phần của vườn đi hưởng, một phần phải chia lại với hệ thống. Nói chung là cái cách ăn chia nhau thì tùy từng ekip người ta tổ chức, người ta thống nhất nhà để được cái việc của người ta. Thế còn cái mô hình hoạt động thì nó là như vậy, nó là như vậy. Đấy, thì thực ra nhé, khi mà một người mới mà vào thị trường mà rơi vào cái tình cảnh này thì tôi thấy tôi nhìn ở một số tình huống, một số trường hợp biết không, phần lớn là các bạn không thoát được, bởi lý do gì? Người ta đánh vào lòng tham của bạn rồi, đúng không? Người ta đánh vào cái lòng tham của bạn rồi, nghĩa là khi mà các bạn vào thị trường mà các bạn chưa hiểu biết mà các bạn mua bán cũng sẽ như thế, tôi đủ các bạn mà có thể rút ra được. Cũng giống như kiểu là các bạn mà trúng sổ số hay là trúng lô tô, nếu mà một người dân mà thu nhập bình thường mà tự nhiên trúng một số tiền lớn, không có giữ được luôn, mà có thể là chính bản thân người và gia đình và con cái bị hỏng vì không biết quản lý được tiền, chi tiêu bạt bạc. Đấy, hay là ví dụ sự như là tự nhiên trúng lô trúng đề với được số tiền lớn, thì phần lớn là những cái người như vậy sẽ mất nhà mất cửa, bởi vì lý do là sao? Tiền tự nhiên đến, kiếm dễ quá, đúng không? Lao vào ăn chơi cái này quán tiếp, muốn lô đề vẫn cờ bạc tiếp, thế là thua, đúng không? Hay là cái chiêu này chính là cái chiêu mà trong cái chiếu mặt lửa này, ví dụ quánh trắng hay là quánh cái gì nhỉ, quánh ba cây không, quánh cái gì mà có bốn người, quánh trắng, quánh đá la đi. Đấy, các bạn ngồi vào trong sới, thế thì ba ông kia cũng là một hộ, còn mình bạn kiểu gì bạn chẳng chết, đúng không? Đấy, kiểu thế. Hoặc là ví dụ như là các bạn vào sòng bài đi, vào sòng bài nhé, nó thảm cho các bạn ăn 2-3 lần đầu nhỏ, tôi đúng các bạn có thể là dừng được. Và các bạn cứ vào tiền càng nhiều, càng lần sau càng nhiều lần trước, và cứ mất dần về nhà bán nhà bán cửa cắt tiền. Thực tế là cũng như vậy, cái chiêu này là cái chiêu của anh em, nó áp dụng đúng chiêu của bên sòng bài, các sòng bài lớn, mấy các sới bạc lớn áp dụng vào thị trường cây và cái để mua bán cây, đấy, cái kiểu như vậy. Thế thì tôi nói cái câu chuyện này, nói cái cách làm này là để cho các bạn tỉnh táo,
các bạn thấy rằng nhé, bởi vì thôi không có gì các bạn mới vào thị trường mà mua bán dễ như thế cả, không có đâu. Người ta ở trong thị trường còn chầy chật, còn chưa kiếm ra được tiền, nhưng mà tại sao bạn là người mới, kinh nghiệm chưa có mấy, quan hệ thì ít, hiểu biết trong ngành thì ít, mua chưa biết là đó là mua đúng hay không, bán chưa biết bán cho ai, nhưng mà tại sao lại mua bán dễ thế, đúng không? Mua bán dễ như vậy chẳng qua là các bạn chỉ rơi vào cái hệ thống mua bán thôi. Bao nhiêu bạn mà vào thị trường cây mà đã bị tình trạng như này thì các bạn comment xuống dưới tôi xem nhé. Thế còn cái clip này thì sẽ là cái clip cảnh tỉnh cho các bạn mới. Các bạn mới thì các bạn sẽ biết là khi mình mới mình vào thị trường thì cái cách mà mình làm, cách ứng xử nó sẽ ra làm sao, đúng không? Và mình sẽ phải kiềm chế cái lòng tham như thế nào. Lúc nào các bạn cũng phải tâm niệm là startup nó không dễ, đúng không? Nó không dễ một tí nào luôn. Thế thì các bạn phải làm từ từ, làm có lộ trình. Thế còn làm như nào, lộ trình như nào thì các bạn cứ theo dõi các clip sau, các bạn sẽ hiểu nhé. Thì đây là một cách trong số vô vàn các cái cách mà để đẩy cái lòng tham của các bạn nó bộc lộ ra, và để khi lòng tham nó bộc lộ ra thì cái quyết định của bạn nó sẽ không còn sáng suốt nữa. Và khi các bạn đã dạng như kiểu say đòn rồi thì các bạn càng ngấm, mà càng ngấm bạn càng vào thì càng chết, thế thôi. Nếu các bạn thấy clip này hay và ý nghĩa thì hãy giúp chúng tôi chia sẻ, tặng cho ekip một nút like, nút subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Xin chào.